Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ một lần nữa thì tôi xin gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý mài chị em, quý con cái Chúa ở trong hội thánh yêu thương của chúng ta, ở trong danh để Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Dạ cảm ơn Chúa thật tuyệt vời chúng ta khi chúng ta được đến với nhau để thờ phượng Chúa và nghe lời của Ngài trong buổi sáng nay. Thật không có gì phước hơn cho bằng, đó là chúng ta được ở trong nhà của Chúa. Amen. Dạ, nguyện Chúa ban phước cho quý vị để mỗi người chúng ta sẽ giống như là những cây mà Chúa đã trồng. Chúng ta sẽ ra hoa kết quả cho Chúa. Dầu đến buổi già bạc rồi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ra trái và được xanh tươi ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa, nguyện đời sống của mỗi người chúng ta sẽ trở thành nguồn phước cho những người xung quanh của chúng ta trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Buổi sáng nay thì tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là theo Chúa, sướng hay khổ. Thưa quý bà chị em, Kinh Thánh cho chúng ta những câu Kinh Thánh như thế này. Tôi xin được phép đọc ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 cho đến câu 14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất. Kẻ vào đó cũng nhiều, song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Và trong đoạn 16 câu 24, Chúa Giê-xu Ngài lại phán thế này: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Kính thưa quý mài chị em, lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy được rằng khi chúng ta theo Chúa, chúng ta sẽ phải chấp nhận một sự trả giá. Chúng ta phải chấp nhận một sự hy sinh để chúng ta có thể theo Ngài cho đến cuối cùng. Nhưng liệu rằng có phải con đường đi theo Chúa là từ khi bắt đầu cho đến khi chúng ta kết thúc, thì trên cái con đường đó đầy dẫy những sự đau khổ và chông gai hay không? Hay rằng là chúng ta sẽ thấy được có những phước hạnh, chúng ta sẽ thấy được có những lúc mà Chúa Ngài sẽ đối đãi với những người tin cậy nơi Ngài một cách thành tín và tốt lành. Buổi sáng nay chúng ta sẽ nói về chủ đề này ở trong một cái nhìn rộng hơn của Kinh Thánh, để tôi và chúng ta sẽ được khích lệ qua lời của Chúa. Bởi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài luôn đối đãi tốt lành đối với những ai theo Ngài. Chúa của chúng ta là đấng mà chúng ta đang thờ phượng và phục vụ, Ngài là đấng tốt lành. Amen. Và Ngài luôn tốt lành ở trong mọi lúc mọi nơi. Và trong mọi lúc mọi nơi, Chúa luôn tốt lành. Có thể khi chúng ta mới theo Chúa, cuộc đời của chúng ta phải chấp nhận những sự bắt bớ, chấp nhận những lúc mà chúng ta phải trả giá, hy sinh, chúng ta đổ nước mắt, chúng ta sẽ phải có một số người họ phải chịu đổ máu để có thể có đức tin nơi Chúa một cách trọn vẹn. Nhưng mà rồi khi dần dần họ đi theo Chúa, thì ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, Chúa lại ban ơn và Chúa Ngài cất nhắc họ lên ở trong sự nhân từ của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ nói trước hết về sự chịu khổ vì cớ danh của Chúa. Như lời của Chúa nói rằng là nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Khi mà tôi đọc cái câu thánh này lúc mà tôi còn bé, khoảng độ tuổi thiếu niên, thì tôi được Chúa dạy cho một điều rằng là nếu muốn theo Chúa một cách thành công thì mình phải có một sự liều lĩnh. Bởi vì Chúa Ngài dùng cái từ liều mình để đem đến cái sự thách thức cho mọi người theo Chúa, rằng là theo Chúa không phải lúc nào cuộc đời nó cũng màu hồng cả, không phải lúc nào Chúa cũng trải cái thảm hồng cho mình bước đi trên đó, nhưng mà sẽ có những lúc mà chúng ta phải liều lĩnh. Sẽ có những lúc mà chúng ta thấy trước mắt mình nó có những cái chông gai, có những cái sự khó khăn, hoạn nạn. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín theo Chúa, vượt qua và chấp nhận trả giá vì cớ danh của Chúa, thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài đối đãi với chúng ta thật là tốt lành, thưa quý bà chị em. Dĩ nhiên khi con người của chúng ta nghe đến một cái gì đó mà liên quan đến sự chịu khổ hoặc là đau đớn, thì cái tâm lý chung của xác thịt chúng ta sẽ không mong muốn rằng mình sẽ phải trả giá. Đúng không quý mài chị em? Khi chúng ta là sinh viên tốt nghiệp đại học, chúng ta cầm cái bằng ở trong tay của mình và đi xin việc. Chúng ta không bao giờ mong muốn rằng là mình sẽ phải vào mỗi công ty nào đó làm việc quần quật từ sáng đến tối, rồi phải trả giá hy sinh mà lương của chúng ta thì nó lại quá bèo. Rồi chúng ta làm việc trong cái công ty đó mà chúng ta không thấy tương lai phát triển của mình, có lẽ là chúng ta sẽ cảm thấy rất là nản lòng, đúng không ạ? Nhưng mà nếu chúng ta có một lời hứa từ cái người chủ của công ty nào đó,
rằng là nếu em vào đây, em làm việc, em hy sinh, em trả giá một thời gian với tôi, chắc chắn sau này em sẽ thành công. Thì có lẽ chúng ta sẽ có thêm một cái sự động lực và có một sự khích lệ để chúng ta có thể dấn thân với công ty đó. Và lời của Chúa chúng ta thấy rằng là theo Chúa, đó là một sự trả giá, một hành trình. Nhưng mà đến cuối cùng thì chúng ta sẽ nhận lại được nhiều hơn. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong sách Mác đoạn số 28 cho đến 30 theo bản dịch Kinh Thánh năm 2010 như thế này. Phi-rơ liền nói: Thưa Thầy, chúng con đã từ bỏ hết thảy mà theo Thầy. Đức Chúa Giê-xu đáp: Thật ta bảo các con, không một ai vì ta và tin lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng mà bây giờ, ngay trong đời này, lại không nhận gấp trăm lần hơn về nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con cái, đất ruộng cùng với sự bắt bớ và sự sống đời đời trong đời sau. Ở đây chúng ta thấy được Phi-rơ đang có một sự đối chất với Chúa. Ông nói với Chúa rằng là: Chúa ơi, chúng con từ bỏ tất cả mà theo Chúa. Và chúng ta biết rằng là trong suốt 3 năm rưỡi mà Phi-rơ theo Chúa, thì ông đã dường như là ông bỏ mặt gia đình của mình. Bởi vì Phi-rơ có vợ, đúng không ạ? Ông đã vào trong nhà của mẹ vợ mình và nhờ Chúa Giê-xu cầu nguyện cho mẹ vợ của mình. Chắc chắn là ông cũng sẽ có con nữa. Và trong suốt 3 năm rưỡi ông theo Chúa như vậy, không một lần nào Kinh Thánh đề cập đến việc là ông dẫn vợ con mình đi theo. Và khi ông chấp nhận, ông trả giá theo Chúa, thì ông cũng có một cái suy nghĩ về tương lai của mình. Ông nói rằng: Theo Chúa, con bỏ tất cả như vậy đó, con sẽ được cái gì sau này? Và Chúa nói rằng là: Không một ai vì cớ Chúa và tin lành từ bỏ những điều đó, gia đình của mình, cha mẹ, con cái, đất ruộng trong đời này, mà lại không nhận được gấp trăm lần hơn về những điều đó và trong đời sau, đối với bà cha. Chúa của chúng ta thật là tốt lành. Quý vị có muốn rằng sau này chúng ta sẽ được gấp trăm lần hơn những gì chúng ta đã trả giá và hy sinh chịu khổ vì cớ danh Chúa không? Bao nhiêu người chúng ta muốn như vậy, xin giơ tay lên cho tôi biết ạ. Cảm ơn Chúa. Tôi cũng muốn nữa. Nhưng bao nhiêu người chúng ta, mình chấp nhận, mình sẵn sàng, mình trả giá hy sinh vì cớ danh của Chúa, để rồi chúng ta sẽ có được tương lai huy hoàng đó. Amen. Lần này thì tôi thấy cánh tay quý vị bắt đầu dễ ít hơn lúc trước. Có lẽ khi chúng ta thành công thì chúng ta sẽ thấy rằng là có nhiều người được thu hút đến với chúng ta rất là nhiều. Sẽ có những tràng vỗ tay, sẽ có những lời khen khích lệ chúng ta. Nhưng mấy ai họ sẽ hiểu được những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ? Mấy ai có thể thấy được những cái sự trả giá, những sự hy sinh chịu khổ của chúng ta ở trong những năm tháng vừa qua? Khi bước vào trong hội thánh yêu thương này, nếu ai đó lần đầu tiên đến đây, thì chúng ta sẽ có cảm giác thật là choáng ngợp. Tôi có thể biết điều đó, biết cảm giác đó. Ô, hội thánh này Chúa ban phước đặc biệt quá, phòng nhóm đẹp quá, khang trang quá, ước gì hội thánh của tôi cũng được giống như hội thánh yêu thương. Nhưng có mấy ai hiểu được cái sự trả giá và hy sinh vì cơ danh của Chúa, của vợ chồng tôi tới Chúa quản nhiệm tại đây? Và để chúng ta có được những phước hạnh mà lời của Chúa hứa với chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ phải trả giá. Con đường theo Chúa là một con đường hẹp, nhưng mà càng đi thì cái con đường đó sẽ càng rộng rãi hơn với chúng ta, càng tươi sáng hơn cho chúng ta, và càng sẽ đầy dẫy phước hạnh cho những ai trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Có một cái câu chuyện vui kể lại rằng ở một cái ngôi làng ở tại Philippines, hàng năm có tổ chức một cái cuộc thi. Đó là ai mà có thể khiến cho cái con voi lớn nhất ở trong làng đó mà nó khóc và nó bỏ chạy được trong một cái quãng đường nào đó, thì người đó sẽ nhận được phần thưởng. Làm cho con voi nó khóc, đổ nước mắt ra được thì sẽ nhận được $2,000.
Còn nếu mà con voi đó nó bước đi và nó chạy được đó thì sẽ nhận được 5.000 đô. Và thế là có hàng trăm người tham dự cái cuộc thi đó. Người thì đẩy con voi đó để cho con voi đó nó đi, nhưng mà con voi đó nó cũng không chịu đi nhúc nhích gì hết. Rồi có người thì lấy cây thọt cái con voi đó rồi đánh nó cũng không chịu khóc, cũng không có chịu bỏ chạy gì hết. Rồi có người thì đốt lửa rồi làm đủ kiểu đủ cách hết, nhưng con voi nó cũng không nhúc nhích. Rồi sau đó cuối cùng có một ông mục sư, ông bước lên và ông nói thì thầm vào trong lỗ tai con voi này. Nghe xong một vài phút thì con voi đó bắt đầu nó đổ nước mắt ra. Mọi người xung quanh đứng ai cũng ngạc nhiên hết. Và người ta nói, wow, sao cái ông này ông không có làm cái gì đụng chạm đến con voi hết, nhưng mà ông nói cái gì đó mà con voi nó đổ nước mắt ra. Rồi sau đó ông lại tiếp tục ông nói, thì thình lình mọi người xung quanh thấy cái con voi nó bỏ chạy. Wow, nó bỏ chạy thục mạng luôn. Và thế là ông mục sư này ông được là 2.000 đô cộng với 5.000 đô là 7.000 đô. Sau đó mọi người xúm lại và người ta hỏi mục sư này rằng là, thưa mục sư, ông có cái bí quyết gì hoặc là có cái quyền năng gì mà khiến cho con voi đó nó vừa khóc và bỏ chạy nó sợ hãi như vậy? Ông mục sư đó ông nói, đơn giản thôi. Cái lúc đầu tôi đến tôi nói với con voi á, rằng tôi là một người hầu vị Chúa, tôi phải chịu khổ vì cơ danh của Chúa. Gia đình của tôi luôn luôn thiếu thốn, không có đủ thức ăn để mà ăn. Con của tôi á, thì nó đi học, nó có tháng có tiền đóng học phí, có tháng thì không có tiền đóng học phí. Vợ tôi đó thì không có tiền để mua đồ mặc cho nó đàng hoàng nữa. Thậm chí đôi khi có tháng á, đến kỳ cũng không có đủ tiền để mua băng vệ sinh nữa. Tôi kể những cái sự mà tôi chịu khổ vì cớ tôi phục vụ Chúa cho con voi á, nó nghe nó khóc, nó cảm động. Rồi cái người ta hỏi, ủa chứ ông nói cái gì nữa mà có con voi nó bỏ chạy vậy? Thì ông nói rằng là, tôi nói với con voi đó, đó bây giờ mày thấy tao hầu vị Chúa khổ như vậy đó, mày có muốn theo tao để làm mục sư không? Cái con voi nó sợ quá nó bỏ chạy. Đây là cái câu chuyện vui để chúng ta thấy rằng là cái sự phục vụ Chúa hoặc là cái sự dấn thân theo Chúa đó là một cái sự chịu khổ mà không ai mà muốn hết, đúng không quý mài chèm? Có thể khi chúng ta nhìn thấy một tôi tớ Chúa được ơn, được sức giàu và thành công ở trong chức vụ, thì mình có thể mình có một cái ước muốn rằng là ước gì tôi cũng có thể có một ngày nào đó mình được như tôi tớ Chúa đó, được đi khắp nơi rao giảng lời của Chúa, lúc thì ở Mỹ, lúc thì ở Hàn Quốc, lúc thì ở châu Âu, chúng ta có thể cảm thấy rất là khao khát điều đó. Nhưng quý mài chèm ơi, muốn được như vậy, chúng ta cần phải chịu khổ vì cớ danh của Chúa. Trước khi Chúa Giêsu vào trong sự vinh hiển của Ngài thì Ngài cũng phải chịu khổ nữa, đúng không ạ? Ở trong sách Luca đoạn số 24 câu 26, lời của Chúa chép rằng là há chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy mới được vào sự vinh hiển mình sao? Và dĩ nhiên chúng ta, khi chúng ta chấp nhận chịu khổ vì cớ Chúa, thì Chúa Ngài cũng có một cái nhìn thấu đáo của Ngài về cái sức chịu đựng và cái khả năng chịu đựng của chúng ta như thế nào. Rồi Ngài sẽ cho chúng ta vào trong cái sự thử thách đó. Mỗi người chúng ta đều có những cái bài thi thuộc linh khác nhau. Có người thì Chúa Ngài cho trải qua những cái thử thách nó cũng khá là dễ dàng, như là bị gia đình nói vài ba câu bắt bớ, ngăn trở. Rồi có người thì bị gia đình đánh đập, gây áp lực để từ bỏ đức tin. Nhưng cũng có người Chúa cho gia đình thì ai cũng ủng hộ để theo Chúa, nhưng mà lại gặp khó khăn ở trong tài chánh, công ăn việc làm, trong con đường sự nghiệp. Và mỗi người chúng ta thấy rằng là chúng ta đều có những cái bài thi thuộc linh khác nhau. Nhưng mà dẫu rằng chúng ta có những cái bài thi khác nhau như vậy, thì chúng ta biết rằng khi chúng ta vượt qua bài thi đó, cuộc đời của chúng ta sẽ đầy dậy ánh sáng và vui mừng ở trong ơn của Chúa. Tôi đang chia sẻ lời của Chúa cho những đại gia tương lai, cho những người lãnh đạo tương lai ở trong hội thánh này, cho những nguồn phước tương lai của Chúa mà Chúa có thể sử dụng
chúng ta như là những ống dẫn phước hạnh cho gia đình của chúng ta, cho người thân, cho cộng đồng chung quanh của chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy ở trong Thuộc Linh, Hội Thánh Yêu Thương là một thánh có tầm ảnh hưởng cho cộng đồng chung quanh của chúng ta. Không phải chúng ta chỉ ảnh hưởng trên Thuộc Linh mà thôi, nhưng mà sẽ có một ngày nào đó, Chúa sẽ khiến cho Hội Thánh của chúng ta sẽ có một sự ảnh hưởng nhất định ở trong cộng đồng, trong thuộc thể của chúng ta. Khi mà thế nhân chung quanh của chúng ta họ sống ở trong sự tuyệt vọng và trong những cái hoàn cảnh khó khăn trong thời kỳ cuối, thì Hội Thánh của chúng ta sẽ có thể giơ tay của mình ra để đón nhận những con người đau khổ đến với Chúa, và qua ơn của Chúa mà chúng ta có thể giúp đỡ cho những nhu cầu thuộc linh và cũng như cho thuộc thể của những người chạy đến với Chúa như vậy. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa nói ở trong sách Giăng đoạn số 12 câu 26 như thế này: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Cảm ơn Chúa, đây là lời Chúa Giêsu Ngài khích lệ rằng ai muốn theo Chúa đó thì phải ai muốn mà hầu việc Chúa đó thì phải theo Chúa, và Chúa ở đâu thì người hầu việc Chúa cũng sẽ phải ở đó. Đây cũng là một cái sự thách thức và một sự mời gọi bước vào trong một hành trình dấn thân theo Chúa. Chúa ở đâu thì chúng ta phải ở đó. Nếu Chúa mà qua Mỹ thì mình amen đúng không? Amen, Chúa ơi, con muốn đi Mỹ, con sẵn sàng có qua Mỹ. Nhưng mà nếu mà sau này Chúa qua châu Phi hoặc là Chúa qua Campuchia thì sao? Ôi Chúa ơi, Chúa ngài sai ai đó đi, chứ con chưa có cái nhà nào hết, con cũng chưa có ổn định được cuộc sống nữa. Quý ông bà chị em ơi, hãy amen với Chúa trong hành trình phước hạnh đó. Sẽ có những lúc thăng trầm, sẽ có những lúc đổ nước mắt, nhưng mà chắc chắn sau này Chúa sẽ ban chúng ta một nụ cười mới ở trong Chúa Giêsu của chúng ta. Để Abraham trở thành một phước hạnh cho nhiều dân tộc thì Chúa Ngài đã nói ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn số 12 từ câu 1 cho đến câu 3 như thế này: và Đức Giê-hô-va có phán cùng Abraham rằng: ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổ danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa xả cái nào rủa xả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Ở đây lời của Chúa Ngài hứa với Abraham những lời hứa đầy tốt lành. Nhưng mà trước khi mà chúng ta thấy được những lời hứa tốt lành thì chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài kêu gọi Abraham hãy ra khỏi quê hương và vòng bà con của ông. Tại sao Chúa Ngài lại kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương vòng bà con của ông ạ? Tại vì Chúa biết rằng là nếu ông ở trong cái vòng bà con đó thì ông sẽ không thể nào trở thành một cái cây cổ thụ, một người tổ phụ của đức tin cho nhiều dân tộc sau này. Và lúc này thì Abraham đã 75 tuổi rồi quý mà chị em. Ở đây tôi không biết ai là người lớn tuổi nhất ở trong hội thánh này. Ở đây có ai trên 80 tuổi chưa? Tôi thấy có chú tóc bạc ngồi phía sau Di. Chú năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 78, tức là chú bây giờ đã lớn hơn Abraham khoảng 3 tuổi trong cái thời điểm này này. Tôi hiểu được cái tâm tình của một người lớn tuổi khi mà phải di chuyển chỗ ở của mình. Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy nó có một cái sự thách thức rất lớn đúng không ạ? Người chúng ta càng sống lâu ở chỗ nào thì chúng ta sẽ càng quý mến cái chỗ đó. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy được Abraham, ông đã 75 tuổi rồi. 75 năm ông sống ở quê hương của ông với rất là nhiều kỷ niệm, với rất là nhiều những mối quan hệ tốt lành chung quanh. Mà bây giờ Chúa kêu gọi một ông già 75 tuổi như ông rời khỏi quê hương vòng bà con của mình, chắc có lẽ có nhiều quyến luyến và tiếc nuối lắm. Nhưng mà nếu Abraham ông ra khỏi quê hương của mình, ông đi theo tiếng gọi của Chúa
thì cuộc đời của ông sẽ trở thành một nguồn phước cho nhiều dân tộc xung quanh ông. Và phước càng lớn thì cái sự trả giá hy sinh càng lớn. Có thể khi chúng ta đọc đến những lời ban phước của Chúa trên cuộc đời của Abraham thì có lẽ chúng ta cũng mong muốn mình được giống như vậy. Và tôi nhìn thấy có một số người trong số quý vị bây giờ cũng đang là một dân lớn. Quý vị cũng đang là nguồn phước cho gia đình của mình. Nhưng mà để cho cái điều đó trở thành một cái cực điểm trong đời sống của chúng ta, giống như một đóa hoa mà nó nở trong cái độ đẹp nhất của nó đó quý vị, thì chúng ta cần phải tiếp tục dấn thân và theo một cái hành trình theo Chúa. Tôi nhìn thấy cái điều phước hạnh mà Chúa đem đến cho quý vị nó mới gọi là chớm nở thôi, chứ nó chưa có nở, gọi là nở bung ra hết. Để cuộc đời của chúng ta được nở bung ra và trở thành một cái cây cổ thụ của quý vị, thì chúng ta phải làm theo lời của Chúa cái trọn vẹn. Đừng vì cớ một lời hứa nào đó trong gia tộc của chúng ta mà chúng ta cảm thấy mình nản lòng hoặc là mình thối chí. Đừng vì cớ tài sản của cải của gia đình để lại mà chúng ta chấp nhận quay trở lại với cái sự thờ cúng ông bà tổ tiên. Đừng vì cớ một cái sự hứa hẹn nào đó của thế gian mà chúng ta lại quay ngó nhìn về những điều đó và chúng ta đánh mất đi khải tượng, đánh mất đi sự kêu gọi của Chúa cho cuộc đời của mình. Tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy bền lòng theo Chúa. Và từ năm 75 tuổi cho đến khi mà Abraham nhận được đứa con lời hứa của Chúa, tức là Isaac, thì đó là một hành trình 25 năm. Abraham đã phải chờ đợi 25 năm để có được lời hứa và thấy được mình trở thành cha của nhiều dân tộc. Còn trước đó Abraham và vợ của ông là những người không có con, họ vô sinh. Và đã 75 tuổi rồi thì làm sao mình trở thành cha của nhiều dân tộc mà trong khi đó một đứa con ruột mình cũng không có. Có lẽ bây giờ quý vị nghe những lời này, quý vị cũng đang nghe cái sự tranh chiến ở trong tâm trí của mình. Chú ơi, con bây giờ còn chưa có cái nhà, chưa có miếng đất đứng tên của con đàng hoàng nữa. Tài khoản ngân hàng con thì lúc thì zero, lúc thì chỉ có 6 con số 0 thôi. Thế làm sao mà con trở thành nguồn phước được? Rồi món nợ của con bây giờ còn quá nhiều, con chưa trả xong cái món nợ của con nữa, làm sao mà con trở thành nguồn phước của Chúa được? Nhưng mà tôi công bố trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tất cả những nan đề đó sẽ được giải quyết khi mà chúng ta có Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Tất cả mọi nan đề sẽ được giải quyết khi chúng ta vâng phục Đức Chúa Trời và chúng ta chọn chấp nhận trả giá và đứng cùng phía với Ngài. Cuộc đời của chúng ta sẽ là cuộc đời đầy phước hạnh khi chúng ta đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa. Tiêu-mô-thê thứ 2 đoạn số 2 câu 11 cho đến 13. Lời này chắc chắn lắm. Ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống với Ngài. Là nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín vì Ngài không thể tự chối mình được. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa hứa rằng là nếu chúng ta chết với Chúa thì cũng sẽ sống với Chúa. Nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì chúng ta sẽ đồng trị với Chúa. Đồng trị là như thế nào quý mà chị em? Tôi được Chúa Ngài dạy cho hình ảnh đó là khi mà Chúa Ngài cai trị ở trong vương quốc 1000 năm bình an của Ngài, thì những người thánh đồ, những người đã theo Chúa và chấp nhận trả giá, chịu khổ vì có danh Chúa, những người đó cũng sẽ được ngồi chung với Chúa để mà đồng trị ở trong 1000 năm bình an đó. Nếu quý vị chấp nhận trả giá, không những chúng ta sẽ được phước ở trong thuộc thể mà thôi, nhưng mà sau này chúng ta sẽ là những người được phước ở trong thuộc linh nữa. Chúng ta sẽ xét đoán ma quỷ nữa quý mà chứ em. Trở lại với những tấm gương chịu khổ trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng là tất cả những người theo Chúa, từ những tiên tri cho đến các sứ đồ, họ đều hy sinh vì có danh của Chúa. Có những người bị chém đầu, có những người bị mất mạng, và có những người họ phải tử đạo vì cớ Chúa. Trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu thì
trừ Giu-đa Iscariot ra, thì chúng ta thấy rằng là 11 sứ đồ khác đều tử đạo hết. Nhưng mà chỉ có một sứ đồ duy nhất không tử đạo, đó là sứ đồ Giăng. Bởi vì ông là một sứ đồ đặc biệt. Ông bị lưu đày ở tại đảo Patmo và ông mất lúc mà ông hơn 90 tuổi sau khi ông chép xong sách Khải Huyền. Như vậy thì đa phần những người sứ đồ, những người tin kính Chúa, phục vụ Chúa, họ đều chết một cách đau đớn như vậy. Nhưng có phải rằng là tất cả chúng ta là người theo Chúa, chúng ta sẽ tử đạo giống như là sứ đồ của Chúa Giê-xu không? Có người có, nhưng mà không phải là tất cả đều có hết. Muốn được như vậy đó quý vị, chúng ta phải được là Chúa ngài chọn thì chúng ta mới được tử đạo. Ngày hôm nay chúng ta chống trả với tội ác, không đến nỗi đổ huyết mà, đúng không ạ? Cho nên nếu ai mà chúng ta được Chúa ngài sắp đặt cho một cái số phận đó là mình tử đạo đó, thì tôi tin rằng cái lúc mà chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta sẽ không bao giờ sợ hãi hết. Còn nếu mà chúng ta không được gọi để mà tử đạo vì cơ Chúa, chúng ta nghe đến cái điều đó chúng ta sẽ cảm thấy mình không tự tin cho lắm, đúng không quý vị? Khi chúng ta được Chúa đưa vào trong một cái lò lửa thử thách, thì Chúa ngài biết được cái nhiệt độ nào nó sẽ giúp cho chúng ta cứng mạnh hơn, và cái nhiệt độ nào nó sẽ khiến cho chúng ta bị tan nát. Cho nên Chúa ngài sẽ cho đúng cái độ mà chúng ta có thể chịu đựng nổi. Châm ngôn đoạn 4 câu 18 cho đến 19, lời của Chúa chép rằng là: nhưng con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa, còn nẻo kẻ gian ác vẫn như tăm tối, chúng nó chẳng biết mình vấp ngã vì đâu. Lời của Chúa nói rằng là con đường của người công bình, tức là người tin Chúa đó quý vị, càng đi thì sự sáng nó sẽ càng chiếu sáng. Có thể mới tin Chúa chúng ta thấy nó vẫn tối tăm, tối thui, giống như lúc mà khoảng 4-5 giờ sáng chúng ta chưa thấy ánh sáng mặt trời đâu hết. Nhưng mà khoảng đến 5 giờ rưỡi sáng thì bắt đầu chúng ta thấy bầu trời nó có ánh sáng một chút. Đến 6 giờ thì sự sáng bắt đầu chiếu sáng, ló dạng. Nhưng mà đến 7 giờ, 8 giờ thì mặt trời bắt đầu sẽ càng sáng hơn. Và sự sáng nó sẽ rực rỡ nhất ở trong ngày vào lúc khoảng giữa trưa, lúc 12 giờ trưa. Có thể hội thánh của chúng ta chưa có những anh chị em chúng ta chưa có đến 12 giờ trưa trong thuộc linh, đúng không ạ? Chúng ta có thể bây giờ mới là 6-7 giờ sáng thôi, cho nên chúng ta chưa thấy được cái phước hạnh trọn vẹn của Chúa, vẫn còn chưa nhìn thấy cái tương lai, chưa thấy được cái lời hứa của Chúa ứng nghiệm cho đời sống của chúng ta. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị, chúng ta đừng ngã lòng, hãy cứ tiếp tục theo Chúa, hãy chờ đợi đến đúng thời điểm Chúa sẽ cho chúng ta thấy được ánh sáng của 12 giờ trưa trên đời sống tâm linh của chúng ta. Tôi nhớ lại những năm tháng đầu tiên tôi phục vụ Chúa, thì vợ chồng chúng tôi hầu việc Chúa tình nguyện ở trong hội thánh Ngũ Tuần Rema. Và hội thánh của chúng tôi thì không có trả lương cho bất cứ mục sư nào hết, nhưng mà chỉ gửi tiền chúc phước vài trăm ngàn, hoặc là có khi một tháng thì 1 triệu. Và khi mà tôi mới cưới vợ tôi thì chúng tôi sống với sự chúc phước như vậy. Và quý vị biết rằng là dù là 1 triệu đi chăng nữa thì số tiền nó cũng không đủ cho hai vợ chồng chúng tôi. Có những khi Chúa ban phước cho chúng tôi có thức ăn dư dật, nhưng mà cũng có những ngày khi chúng tôi mở cái tủ lạnh ra, chúng tôi không thấy cái gì ở trong đó hết. Có khi còn vài quả trứng, có khi chỉ còn muối, còn hành, còn những cái gia vị thôi, chứ còn không có gì để ăn hết. Chỉ có cơm, tôi nhớ có buổi tối tôi ăn cơm với nước tương thôi, tức là không còn gì để ăn hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa là vẫn còn có cơm để ăn là mừng rồi. Có khi vợ tôi nản quá, nàng không nói ra. Nhưng sau này tôi hiểu, đó là vợ tôi xin phép tôi về chơi với mẹ vợ ở Bình Thạnh. Thì tôi cũng sẵn sàng cho vợ tôi, đôi khi vợ tôi cũng nhớ gia đình, thì cho phép nàng về để mà thông công, cho nó vui vẻ vài ngày đi rồi trở lại cũng được.
Thì sau đó thì tôi thấy vợ tôi có tiền. Vợ tôi không nói, vợ tôi không nói ai cho hết. Nhưng mà tôi ngầm hiểu rằng là gia đình vợ tôi đã tiếp trợ cho chúng tôi. Và khi tôi hiểu điều đó thì tôi cũng cảm thấy vui mà cũng cảm thấy buồn. Buồn là bởi vì mình hầu vì Chúa nhưng mà tại sao mình lại thiếu thốn như vậy. Có những đêm khi mà tôi thức dậy, tôi cầu nguyện và tôi nhìn bên cạnh, tôi thấy vợ con tôi nằm bên cạnh. Và tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, con theo Chúa, con chịu khổ, con như thế nào cũng được hết. Con sống thiếu thốn, con nhịn ăn, con nhịn đói cũng được vì có Chúa. Nhưng mà xin Chúa đừng để cho vợ con phải đói khổ như vậy. Con muốn gây vấp phạm cho vợ con. Và thế là tôi khóc, tôi cầu nguyện với Chúa: con chúc phước cho tương lai con sau này. Vợ con sẽ được phước và họ sẽ nhìn thấy được ơn của Chúa ở trên đất kẻ sống này, để họ không ngã lòng. Xin Chúa ngài cho con của con, các con của chúng con sau này, chúng nó sẽ học ở trong những ngôi trường tốt nhất. Và chúng nó sẽ có một đời sống được phước của Chúa. Vợ của con cũng sẽ thấy được phước hạnh ở trong con cái của chúng con. Chứ con không muốn rằng là theo Chúa chỉ toàn là nước mắt, chỉ toàn là những đau khổ, chỉ toàn là những sự trả giá và không có gì như thế này. Và tại Chúa, sau khi tôi cầu nguyện như vậy thì tôi cảm thấy bình an. Và tôi đi ngủ và tôi sáng sau tôi thức dậy và tôi khích lệ vợ tôi rằng: em ơi, phước hạnh của Chúa, cái điều tốt nhất của Chúa đang đến trên gia đình của mình. Và thế là chúng tôi tiếp tục cùng nhau nắm tay nhau để mà bước đi theo Chúa, phục vụ Chúa. Từ năm 2008 cho đến bây giờ cũng đã hơn mười mấy năm chúng tôi theo Chúa, phục vụ Chúa. Rồi cứ mỗi năm trôi qua, chúng tôi thấy được cái sự chu cấp của Chúa càng ngày càng được nhiều hơn trong gia đình của mình. Từ những cái tủ lạnh, những lúc mà tủ lạnh chúng tôi trống, cho đến bây giờ cái tủ lạnh của chúng tôi to hơn và lúc nào cũng có thức ăn. Nhưng mà chúng tôi cho dẫu được dư dật như vậy thì chúng tôi vẫn không quên những năm tháng mà chúng tôi phải trả giá vì cơ danh của Chúa. Và có những khi chúng tôi trước đây chúng tôi đi hầu vì Chúa, chúng tôi phải mượn tiền người này người kia. Rồi khi chúng tôi về, chúng tôi cũng chẳng có cái gì để làm quà cho người thân của mình. Nhưng mà tạ ơn Chúa, dẫu như vậy chúng tôi vẫn vui mừng theo Chúa, trung tín trong những lúc dư dật và cũng như trong những lúc thiếu thốn. Trong mọi sự, mọi nơi chúng tôi đều tập hết. Và tạ ơn Chúa, cuộc đời của chúng tôi cho dẫu có những cái khó khăn, thử thách như vậy. Đôi khi tôi biết rằng có những thanh niên ở trong hội thánh của tôi đó, thấy chúng tôi hầu vì Chúa khổ như vậy á, các bạn cũng không dám gọi là dấn thân theo tôi để phục vụ Chúa nữa. Tôi cầu nguyện với Chúa: Chúa ơi, xin ban phước cho con chứ. Bây giờ người ta nhìn thấy con hầu vì Chúa mà con khổ như vậy đó, đi đây đó giảng lời Chúa, chữa lành đuổi quỷ, giải cứu cho nhiều người, nhưng mà tài chánh của chúng con như thế này thì các bạn, những người mà độc thân không có gia đình, sẽ không được khích lệ. Và tạ ơn Chúa, đến đúng thời điểm của Chúa thì Chúa ngài ban phước cho gia đình của chúng tôi. Trong tuần sau thì tôi cùng với cả gia đình của chúng tôi sẽ định cư tại Hoa Kỳ. Và Chúa ngài ban phước cho cái điều này thật sự là một cái sự bất ngờ trong đời sống và chức vụ của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể đi được. Bởi vì nếu đi thì tổng cộng chúng tôi phải mất hơn 1 tỷ đồng để chúng tôi có thể trả hết tất cả mọi chi phí giấy tờ và chi phí đi lại như vậy. Nhưng tạ ơn Chúa, trong sự thành tín và trong sự chu cấp của Chúa thì Chúa ngài cung ứng đầy đủ hết cho chúng tôi. Và bây giờ thì Chúa ngài thay đổi cái số phận của chúng tôi. Từ không có gì, bây giờ trở thành phước hạnh cho những người xung quanh mình. Trước đây vợ tôi đi làm ở trong một cái công ty của người Hàn Quốc, về chuyên về đồ họa. Thì khi vợ tôi làm chứng rằng là khi mà em mới bước chân vào trong công ty khoảng vài tháng đầu á, không ai nói chuyện với em hết anh ơi. Họ nghĩ rằng là em không có phải là cái người giàu có trong đó. Tụi nó đứa thì xách cái túi xách da, rồi có đứa thì xài iPhone 13, 14. Thậm chí nó cũng không thèm ngó ngàng em gì hết. Tại vì nó khinh thường mình. Nhưng mà cho đến khi vợ tôi chào từ biệt công ty và nói rằng là gia đình sẽ đi định cư tại Hoa Kỳ, thì ngay lập tức có một sự thay đổi. Từ ông tổng giám đốc của công ty cho đến cái người lao công đều chạy đến để mà chúc mừng
vợ tôi. Ồ, chúc mừng em nghe. Ồ, không ngờ luôn em lại được phước như vậy. Trước đây tưởng em nghèo lắm mà bây giờ em là một đại gia ngầm ở trong công ty. Và cảm ơn Chúa rằng là vợ tôi rất được khích lệ. Cho dẫu rằng chúng tôi không biết sau này tương lai của chúng tôi qua Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ như thế nào, ở nhà như thế nào, hoặc là đi xe như thế nào, chúng tôi chưa biết. Nhưng bây giờ hiện tại thì Chúa Ngài đã dùng những điều này để khích lệ cho gia đình của chúng tôi. Để chúng tôi thấy rằng là thật sự theo Chúa không phải chỉ có nước mắt, không phải chỉ có những lúc mà màn đêm nó tối tăm và mình không thấy tương lai của mình sẽ đi về đâu. Nhưng mà Chúa Ngài luôn có chương trình tốt lành dành cho những người trung tín theo Chúa, cho những tôi tớ Chúa, cho những người sẵn sàng chấp nhận trả giá hy sinh vì cớ danh của Chúa. Ai biết được sẽ có những Việt kiều tương lai ở trong hội thánh này, đúng không quý mài chị em? Giấc mơ không tốn tiền, cho nên chúng ta hãy mơ cho lớn. Tôi tin rằng hội thánh của Chúa tại đây sau này chúng ta sẽ không giảng cho Việt Nam đâu, nhưng mà chúng ta sẽ giảng cho quốc tế. Sẽ có những diễn giả giảng bằng tiếng Anh ra từ trong hội thánh yêu thương của chúng ta. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Bây giờ tôi thấy khuôn mặt của quý vị nở nụ cười rồi. Hồi nãy giảng khổ, mặt quý vị không cười nổi đúng không ạ? Bây giờ tôi nhìn thấy quý vị bắt đầu cười trong đức tin. Dạ, cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của những điều không thể. Ngài có thể làm những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình không thể làm được. Quý mai chứ, hãy tin cậy Chúa. Tôi không chia sẻ để quý vị chúng ta hy vọng ở trong xác thịt hoặc là trong thuộc thể của chúng ta mà thôi. Nhưng mà chúng ta hãy hy vọng ở trong thuộc linh của chúng ta nữa quý vị. Chúa có thể sử dụng chúng ta để đưa dắt nhiều người ngoại quốc hoặc là nhiều người không phải là người Việt Nam để trở lại với Chúa. Và đó là cách mà chúng ta trở thành cha của nhiều dân tộc sau này. Chúa có thể khiến chúng ta kết quả ở trong thuộc linh của chúng ta để chúng ta đưa nhiều linh hồn hư mất trở lại với hội thánh của Chúa tại đây. Và đó là cách mà Chúa sẽ ban phước cho đời sống của chúng ta. Và hãy nhớ rằng là thuộc linh nó luôn luôn quan trọng hơn thuộc thể. Khi thuộc linh của chúng ta đầy đủ và chúng ta khỏe mạnh ở trong thuộc linh, giàu có trong thuộc linh, thì chắc chắn thuộc thể của chúng ta cũng sẽ được khỏe mạnh và được giàu có trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúc mừng hội thánh của Chúa, bởi vì Chúa Ngài sắp sửa đem đến điều tốt nhất cho quý vị. Hãy tiếp tục bền lòng theo Chúa. Và để trả lời cho cái câu hỏi lúc khi nãy tôi đưa ra, đó là theo Chúa sướng hay khổ, thì tôi có thể kết luận một câu, đó là chắc chắn chúng ta sẽ phải khổ vào lúc ban đầu. Nhưng mà sau này rồi chúng ta sẽ được phước. Amen. Và sẽ có nhiều người họ đến nói với chúng ta rằng là tôi muốn tin Chúa bởi vì tôi thấy quý vị sướng quá. Tôi muốn tin Chúa bởi vì tôi thấy cuộc đời của quý vị, cuộc đời của anh chị em là cuộc đời đầy dạy phước hạnh. Amen. Và cái điều sướng nhất của quý mà chị em đó là chúng ta sẽ được vào thiên đàng cùng với Chúa Jesus Christ sau này. Sau khi chúng ta qua đời, chúng ta sẽ được vào một vương quốc vinh hiển không rúng động của Chúa Jesus Christ của chúng ta. Amen. Cho dù có đi Mỹ hay đi châu Âu hay đi nước nào trên hành tinh này đi chăng nữa, cũng không bằng là chúng ta được đặt chân vào trong vương quốc thiên đàng của Chúa Jesus. Amen. Đi nước nào quý vị cũng đừng bao giờ rời khỏi nước Chúa nha quý vị nghe. Amen. Dạ. Yeah. Nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài đặt để quý vị ở trong một đất nước hàng đầu. Amen. Bởi vì Chúa nói rằng là ta sẽ đặt các ngươi ở hàng đầu chứ không phải ở hàng đuôi. Các ngươi sẽ trở thành nguồn phước và cho các nước vay. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu quý vị có đức tin, hãy bắt đầu cầu nguyện những việc lớn trên đời sống của mình, trên gia đình của mình, bắt đầu từ ngày hôm nay. Và chắc chắn Chúa sẽ có một thời điểm tốt lành để thực hiện điều đó trên đời sống của chúng ta. Amen. Và tôi xin mời quý vị, những người được phước của Chúa cùng nhau đứng lên và tôi xin được phép cầu nguyện để chúng ta kết thúc sứ điệp buổi sáng này. Hallelujah. Chúa ơi, một lần nữa chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Chúa buổi sáng nay thách thức mỗi người chúng con trên con đường mà chúng con đi theo Chúa. Có những sự trả giá, có những hy sinh, có những mất mát, đau khổ mà chúng con phải trải qua vì cơ danh của Ngài. Nhưng con cầu nguyện xin lời của Chúa được ứng nghiệm trên mỗi đời sống của chúng con, rằng chúng con sẽ trở thành nguồn phước cho gia đình của chúng con, cho cộng đồng chung quanh của chúng con, cho đất nước Việt Nam của chúng con, Chúa ơi.
Và sau này chúng con sẽ nhìn thấy cánh tay của Chúa, cánh tay quyền năng, cánh tay thương xót, cánh tay giàu có của Đức Chúa Trời hành động ở trên đời cuộc đời của chúng con. Xin Chúa Ngài làm ơn trên mỗi đời sống của chúng con. Những ai chúng con đã chấp nhận bắt bớ, chấp nhận trả giá hy sinh vì cơ danh của Chúa trong những năm tháng vừa qua. Lạy Chúa, xin đừng quên đi những công khó đó của họ. Xin đừng quên đi những giọt nước mắt. Xin đừng quên đi những mồ hôi mà họ đã vì cơ danh của Chúa đổ ra vì cơ danh của Ngài. Xin thương xót ông bà anh chị em chúng con tại hội thánh yêu thương này. Nguyện xin Đức Chúa Trời của sự yêu thương và thương xót Ngài tiếp tục đồng hành, Ngài bồng ẩm và dẫn dắt chúng con, để chúng con có thể đến được bến bờ bình an mà chúng con đã từng ao ước trước đây. Lạy Chúa, mỗi người chúng con đứng tại đây trong hội thánh này đều có những ước mơ khác nhau, nhưng có cầu nguyện xin Đức Chúa Trời là đấng toàn năng của Israel, xin Chúa Ngài thực hiện những giấc mơ đó thành hiện thực trên đời sống của chúng con, Chúa ơi, để chúng con có thể được mỉm cười một nụ cười mãn nguyện ở trong ơn của Chúa sau này. Để qua cuộc đời của chúng con là cuộc đời đầy phước hạnh, thì những người xung quanh họ sẽ chạy đến, họ sẽ tìm đến với Chúa của chúng con, họ sẽ muốn tin nhận Chúa Jesus Christ làm của Chúa đời sống mình, và họ muốn tin Chúa bởi vì cớ họ nhìn thấy phước hạnh của Ngài. Nguyện Chúa Ngài được vinh hiển qua mỗi đời sống của chúng con, và Ngài cho chúng con trở thành nguồn phước cho gia đình cũng như cho những người xung quanh của chúng con theo như cách đặc biệt của Ngài. Nguyện Chúa được vinh hiển, được tôn cao qua mỗi đời sống của chúng con, và xin giấu chúng con trong thập giá của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng con không phô mình, không kiêu ngạo trong xác thịt, nhưng bèn là chúng con hạ mình xuống để chúng con tôn cao Đức Chúa Trời của chúng con ở trong mọi hoàn cảnh của chúng con trải qua. Còn ngợi khen Chúa bởi vì chỉ có Ngài là đấng có thể thay đổi cuộc đời của chúng con mà thôi. Chỉ có Ngài là đấng có thể thay đổi được tương lai số phận của chúng con. Xin Chúa Ngài làm đi, Chúa ơi, làm những việc lớn và khó của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con, ở trên hội thánh yêu thương này nữa, Chúa ơi, để hội thánh của Chúa sẽ được tiếp tục phát triển và được vươn tầm ra cộng đồng, và cho cả đất nước Việt Nam này sẽ được biết đến Chúa Jesus Christ nữa, Chúa ơi. Còn ngợi khen Chúa bởi vì Chúa Ngài có thể làm được tất cả mọi điều xuyên qua đời sống yêu thương và vâng phục của chúng con. Cảm ơn Chúa, vì Chúa của chúng con, Ngài không có điều gì là quá khó với Ngài cả. Xin Chúa Ngài thay đổi mọi người chúng con, chữa lành cho bệnh tật của chúng con ở trong thuộc thể lẫn thuộc linh. Xin Chúa Ngài chữa lành cho những sự tan vỡ, những đau khổ trong cuộc đời của chúng con bằng những phước hạnh quý giá của Ngài. Còn cảm ơn Chúa, xin cánh tay quyền năng của Chúa Ngài rời chạm để tâm lòng chúng con qua lời của Chúa buổi sáng nay, để mỗi người chúng con sẽ quên đi quá khứ đau buồn của mình. Chúng con sẽ quên đi những chuyện đã xảy ra, hầu chúng con có thể được nhìn thấy tương lai, thấy ánh sáng hy vọng của Chúa, và chúng con sẽ tiếp tục dấn thân bước đi theo Ngài cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa vì không có điều gì có thể ngăn trở hành trình mà chúng con đi theo Ngài. Xin giúp đỡ thêm sức cho mọi người chúng con, để chúng con từ mục sư quản nhiệm tại hội thánh yêu thương này, gia đình của ông và cũng như các tín đồ trong thánh của Chúa sẽ là những chiến sĩ mạnh mẽ cho Chúa, để có thể tiếp tục sẵn sàng bước đi phục vụ Ngài và đem nhiều người hư mất trở lại với Chúa. Còn công bố rằng hội thánh yêu thương sẽ chiếm được cửa thành của quân nghịch sau này, Chúa ơi, và họ sẽ có thể cai trị trong thuộc linh, để có thể ảnh hưởng trên bầu không khí thuộc linh của thành phố này, và có thể trở thành nguồn phước cho những người hư mất xung quanh đây ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Còn cảm ơn Chúa, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý mài em, vì Chúa được vinh hiển qua lời của Ngài buổi sáng nay. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.